Nam xem nữa, trận này chúng ta xem đôi nam nhá. Vâng, vậy là trận đấu giữa Hàn Quốc và Đài Loan ở nội dung đôi nam cũng đã bắt đầu. Đánh 20-19 cho Hàn Quốc, đội kết thúc trận đấu. Cập nhật tỷ số ở trận đấu thứ 3 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang trận đôi nam nào. Đôi nam xem bóng mới phê. Đấy, đúng trận đôi nam nữa đi anh. Không phải đôi nam rồi. Không sao, còn mình sẽ là đôi nam. Như mọi người, đôi nam chưa đánh. Loạt thứ 3 nếu không nhầm thì sẽ là đôi nam. Hết rồi. Ok, Việt Nam loại hết rồi nhá. Vẫn còn kìa. Cái tay ta. Xem đôi nam phê hơn nhiều thì chút luôn. Đội Nam những trận vừa rồi chơi nhà bóng đá tầm như thế. Những rồi nó có một người chúng ta trên trang phục. Trang phục áo hồng và quần đen. Bên kia là áo trắng Hàn Quốc, quần xanh. Kê hai chân lấy điểm nhìn hơi chán. Lại vào lưới. Người ta đi bắt cả giải chỉ để lấy cái áo thôi mà. Mời Hàn Quốc không. Đài Loan đang dẫn trước. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bắt đầu có sức phát triển đấy. Ngày mai và ngày kia chưa có nha mọi người. Lịch thi đấu sẽ được đăng tải lên trang chủ của Liên đoàn cầu lông thế giới WWF. Nhật Bản đang dẫn trước ở trận đấu thứ 3 điểm số 11-4. Một điểm số khá cách biệt. Gần như 90% là chiến thắng cho cặp đôi Nhật Bản rồi. Điểm 13-10. Đài Loan thất cầu. Match number 58, Chico Alan and Ronaldo.